Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video như các bạn vừa thấy. Rồi, để làm được cái video này, các bạn vào cửa hàng sách lay tải cho mình ứng dụng KaiMaster ha. Đây, ứng dụng KaiMaster này. Rồi, tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình một cái tệp là hiệu ứng video 18.k này. Cái này mình để dưới phần mô tả của video, các bạn ấn vào cái link ở dưới rồi các bạn tải về ha. Và một cái nữa là các bạn chuẩn bị những bức ảnh để mình tạo ra một cái video ha. Rồi, sau khi các bạn đã chuẩn bị ba thứ đó, bây giờ mình sẽ mở KaiMaster lên ha. Rồi, ở đây các bạn chọn là dự án mới nè. Tiếp tục các bạn chọn là 16:9. Xong các bạn chọn là nhập dự án. Tiếp tục các bạn chọn OK. Ở đây thì các bạn chọn là hiệu ứng video 18.k. Cái lúc các bạn tải về nó nằm ở thư mục nào thì bạn cứ tìm đúng thư mục đó để lấy cái hiệu ứng video 18.k này ra ha. Bây giờ mình sẽ chọn vào hiệu ứng video 18.k. Rồi, như vậy các bạn đã thấy một cái dự án như trên màn hình ha. Công việc của các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ thay đổi những cái bức ảnh ở trên cái dự án này bằng những bức ảnh của mình là được hết các bạn. Đây, mình sẽ thay 3 bức ảnh để các bạn tham khảo. Đây, các bạn nhấn vào bức ảnh nè, đó. Rồi các bạn chọn vào chữ thay thế. Ở đây thì các bạn chọn những bức ảnh của các bạn. Các bạn để đâu thì các bạn nhấn vào đó để lấy. Bây giờ mình lấy bức ảnh của mình ha. Đây. Đó. Rồi, bây giờ bạn kiểm tra lại cái bức ảnh của mình nó có phù hợp với cái phần khoảng trống của cái video mà mình tạo không các bạn. Nếu phù hợp rồi thì các bạn cứ để yên vậy, còn không phù hợp thì các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp là được. Cứ điều chỉnh theo mình ha. Đây là cái mũi tên này lớn nhỏ nè, đó. Đây là lớn nhỏ, còn đây là xoay xoay dọc. Đó, các bạn cứ chọn sao mà cảm thấy phù hợp là được. Đây. Như vậy là mình thấy nó phù hợp rồi, mình để. Tiếp tục thì các bạn nhấn vào cái bức ảnh thứ hai nè. Rồi các bạn vẫn chọn là thay thế. Các bạn tiếp tục chọn bức ảnh của mình. Rồi xong rồi các bạn điều chỉnh. Như thế này là mình thấy bức ảnh của mình là nó phù hợp rồi nè các bạn. Nên mình không chỉnh ha. Đó. Rồi tiếp tục cái bức ảnh thứ ba ha. Đây các bạn tiếp tục chọn chữ thay thế nữa nè. Rồi và lấy bức ảnh thứ ba. Đó. Rồi, như bức ảnh này là phù hợp rồi, mình sẽ không thay đổi nữa nha các bạn. Những cái bức ảnh còn lại các bạn làm tương tự là xong, rất là đơn giản. Rồi, mình tạm dừng cái video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.